Cái đơn vị đồng hành cùng Hòn Mát Phạm Tây tổ chức cái phiên chợ xanh Hòn Mát Phạm Tây, phiên kết nối và giao dịch, giới thiệu quảng bá, kết nối các cái sản phẩm nông sản với các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và Phú Quý nói riêng, với tất cả các cái sản phẩm trên rừng dưới biển đều có, từ nước mắm cửa hồi cho tới bò răng của Tương Dương, các sản phẩm về dược liệu, các sản phẩm về ô cốp, các sản phẩm nông ngư nghiệp đều được trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối trong phiên chợ này. Xin gửi lời cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã quan tâm, đã yêu mến đến cái phiên chợ xanh Hòn Mát Phạm Tây, đến phiên kết nối nông sản. Xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các nhà máy, các đơn vị sản xuất, các hợp tác xã, các đơn vị phân phối đã có buổi kết nối tuyệt vời trong 2 ngày qua. Xin chúc tất cả quý khách hàng luôn luôn dồi dào sức khỏe, chúc các đơn vị sản xuất, các hợp tác xã thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công hơn nữa trong các cái phiên chợ kết nối tiếp sau. Và hy vọng Hòn Mát Phạm Tây sẽ là một cái đơn vị có thể tổ chức được các phiên chợ kết nối hàng nông sản thường kỳ hàng tháng trong tương lai gần đây, và rất vui khi đã có sự đồng hành của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và xin tuyên bố kết thúc cái phiên chợ giao dịch hàng nông sản Phú Quý và mở rộng với các cái đơn vị sản xuất trong địa bàn tỉnh Nghệ An. Xin cảm ơn.